giá Bitcoin đang là 50.000 đô một Bitcoin, tức là khoảng tầm là 1 tỷ 1 trên một Bitcoin, nên anh em cứ yên tâm là cả màn hình. Cái giá bây giờ nó vẫn còn đang rất là cao và nó vẫn cao trong khoảng một thời gian nữa cho đến khi Bitcoin giảm giá. Và nếu anh em chưa biết thì bây giờ một chiếc 3060 mặc dù đã bị giảm khả năng đào coi xuống chỉ còn là khoảng tầm 26, tức là một nửa so với cả 3060T, nhưng mà nó vẫn đang có giá là gần 20 triệu đồng cho một chiếc cạc màn hình có mức giá của NVIDIA là chỉ khoảng tầm hơn 400 đô. Tức là bây giờ các nông dân đào coi vẫn đang hy vọng các pháp sư Trung Hoa có thể đưa ra một cái giải pháp nào đó để có thể đào coi được trên con 3060, nên là bây giờ giá cạc màn hình đang rất là tăng vọt. Hoặc là một vài ví dụ nữa như là chiếc RX570, ngày trước mình làm video review ấy, nó chỉ rơi khoảng tầm 2.6 triệu, 2.7 triệu thôi, nhưng mà bây giờ ấy nó là 5.2 triệu cho một chiếc RX570. Nên là trừ trường hợp mà anh em bây giờ quá cần cạc màn hình để chơi game, hay là anh em cần để làm việc những cái Premiere hay là các thứ ấy, khi anh em mua cạc thôi. Còn bây giờ mình nói thật sự, bây giờ mua cạc anh em phải bỏ ra một số tiền lớn hơn giá trị rất nhiều thực sự của nó. Và vì vậy hôm nay mình mới làm một cái cấu hình, đó chính là anh em chơi game mà không cần cạc. Thì thực ra chơi game không cần cạc thì trước giờ vẫn chơi được trên các cạc màn hình onboard của Intel hay là AMD. Và AMD gần đây thì vài năm trước khi mà thế hệ Zen ra mắt ấy, thì họ ra mắt những con CPU như là 3200G, 3400G, 200GE chẳng hạn. Có những cạc màn hình onboard nó rất là mạnh để các bạn có thể chơi được những game như là Liên Minh Huyền Thoại ở độ phân giải HD và mức FPS khoảng tầm 60. Nhưng mà hiện tại những cạc trên 3200G nó khá là yếu, nên là hôm nay mình có một con, không phải con này mà là con này. Nó là con Ryzen 5 Pro 4650G với mức giá 5,7 triệu đồng cho một con CPU cảnh cạc onboard. Và mình nó nằm trong một bộ máy khoảng tầm 13 triệu không cả màn hình. Và mình sẽ nói cho các bạn là tại sao các bạn đây là một cái lựa chọn khá là ổn trong thời gian chúng ta nằm thở chờ giá cạc có giảm xuống. Đầu tiên thì chiếc 4650G này nó thuộc thế hệ Gen 2 đầu 4, tức là nó vẫn đang là Gen 2 chứ không phải Gen 3 mới đây. Gen 3 mới đây thì hiện tại là hàng bình thường còn hiếm cơ, chứ đừng nói đến là mấy cái hàng kiểu như là onboard kiểu này. Thì 4650G nằm ở thế hệ Gen 2 hay còn gọi tên gọi là Reno. Thì Reno này trước đây đã được áp dụng cho laptop rồi, bây giờ thì cũng có trên desktop. Là chiếc 4650G này là gần như là chiếc đầu tiên. Và hiệu năng chơi game của nó ấy, thì những cái cải tiến so với cả thế hệ cũ 3200G, 3400G ấy, đầu tiên nó là dùng 7 nanomet. 7 nanomet tức là cùng với cả kiến trúc giống như những chiếc Ryzen tầm 3000 ấy, thì con 4650G này cùng chung kiến trúc như vậy. Và thứ hai đó là hiện tại thì tức là toàn bộ kiến trúc ấy, thì các bạn đang thấy trên hình ảnh đó chính là toàn bộ kiến trúc của con CPU AMD Reno này. Thì các bạn thấy là hiện tại phần RAM controller được để rất gần so với cả CPU hơn ngày trước, nên là các bạn có khả năng ép xung RAM tốt hơn. Và vì vậy theo AMD nói thì chúng ta có cái khả năng chơi game tốt hơn và như vậy. Nhưng mà điểm yếu đó chính là khi các bạn mà kết hợp cùng một con CPU và cùng với cả một cái nhân cạc đồ họa rất to là nhân Vega 7 trên con CPU đấy, thì các bạn sẽ bị giảm phần bộ nhớ đệm. Nếu so sánh với một con CPU cùng phân khúc đó chính là chiếc 3600, thì do là các bạn bị giảm phần gọi là phần diện tích phần bộ nhớ đệm, nên là trên chiếc 4650G này các bạn mặc dù cùng kiến trúc, cùng thiết kế và cùng phân khúc giá với chiếc Ryzen 5 3600, nhưng mà các bạn chỉ có là 11 MB bộ nhớ đệm so với con số 35 MB trên chiếc 3600. Và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc các bạn, nếu mà các bạn dùng CPU này với cả rời hiệu năng chơi game của các bạn sẽ kém hơn chiếc 3600. Tại chiếc 3600 toàn bộ phần đế CPU ấy, nó dùng hết cho phần CPU rồi, chứ nó không phải là các bạn phải cắt ra một phần dành cho cả màn hình onboard nữa. Nhưng mà bù lại như vậy thì chiếc 4650G này với mức giá khoảng tầm 5,7 triệu đồng thực sự là khá cao. Thì các bạn sẽ được, đó chính là chiếc Vega 7 mới nhất của AMD. Thì chiếc Vega 7 này AMD có sử dụng đó chính là những kiến trúc mới, thiết kế mới. Và nhìn chung ấy, thì hiệu năng tính toán của nó theo AMD công bố là 1,79 teraflop, tức là nó cao ngang khoảng tầm chiếc GTX 950. Nhưng mà một phần do bị giới hạn bởi cái dung lượng VRAM của chiếc cạc màn hình onboard không thể nhiều hơn được, nên là phần gaming nó cũng gần như là rất khó so sánh với chiếc GTX 950. Nhưng mà dù vậy thì đây là một hiệu năng chơi game rất là mạnh. Và mình có thử nghiệm ấy, khi mà mình chạy chiếc 4650G này với 16GB RAM thì mình có dùng chơi tất cả các tựa game bây giờ offline, thì các bạn chơi thử như là Borderlands 3 hay là Far Cry 5 hay là Battlefield, chúng ta đều được hiệu năng chơi game ở mức HD khoảng tầm gần 60fps là một mức chấp nhận được để các bạn muốn dùng. Hoặc là nếu mà các bạn muốn chơi những game như là game Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2 hay là CSGO, thì chúng ta đều được cái mức thiết lập đồ họa mức thấp nhất ở Full HD khoảng tầm hơn 100fps, tức là rất là mượt và hoàn toàn các bạn chơi thoải mái và đợi cả màn hình có thể cắm vào cũng được. Và một điểm thứ hai nữa đó chính là trên chiếc 4650G này thì các bạn có thể ép xung được các con bot bằng
vài cú click. Như em đi công bố thì họ có thể ép xung đến 2400MHz mức xung của các unboxer, nhưng mà thực sự mình thử nghiệm ấy thì mình cắm được bộ RAM bus 3000 là cái mức phổ thông nhất anh em hay cắm với cả AMD, thì mức xung mình đạt được là khoảng tầm 2200MHz ép xung các onboard. Nó các bạn cũng chẳng cần phải chỉnh nhiều, các bạn chỉ cần vào BIOS gõ lên 2200MHz và thêm VCore khoảng tầm 1.35 dành cho phần các onboard là các bạn chạy thoải mái rồi. Và mức hiệu năng vượt lên thì mình đã được khoảng tầm là thêm khoảng tầm 5-15% hiệu năng gaming, và đây là mức khá là đáng kể dành cho những chiếc các onboard. Nhưng mà điểm yếu cố hữu trước giờ của dòng G AMD đó chính là cắm cả màn hình rời. Thì thực ra là ngày trước ý, đầu 3200G, 3400G các bạn chỉ có băng thông là PCI Express là X8 dành cho phần cặp màn hình rời mà thôi. Nhưng ở thế hệ hiện tại ý, thì các bạn có thể hoàn toàn cắm vào những chiếc cặp màn hình khủng bố vào. Tại vì mặc dù cùng sở hữu là 20 lên PCI Express X3.0 nhưng mà họ thiết kế lại để các bạn có thể cắm hoàn toàn cái khe PCI Express trên con mê này, các bạn hoàn toàn có thể cắm được với những khe PCI 3.0 X16. Họ dành rất là nhiều băng thông dành cho cái phần này. Anh em có thể thoải mái, nói chung là dùng thoải mái tẹt ga cắm các màn hình vào đây rất là ngon. Nếu xét mức đầu tư ý, thì một cạt 5.7 triệu của AMD là chiếc 4650G này, anh em có một con CPU là 6 nhân, anh em có 12 luồng, anh em có một cả màn hình onboard đủ để chiến game ở mức nằm thở đợi cả màn hình hiện tại. Hoặc là nếu đổi sang bên đội xanh Intel thì anh em có thể dùng con 10400F và có một con GT1030. Thì thực sự là nếu mà để chọn hai giải pháp này này, theo mình con 4650G hợp lý hơn. Tại vì anh em dùng 10400F ý, thì anh em sẽ phải sau này mua cạc lại phải bán 1030 đi, và thực sự bán 1030 rất là khó. Và vì đây nó chơi cũng khá là dễ dàng, mọi anh em mua về vọc vạch, sau này có đủ tiền và cả giá cạc nó hạ xuống ý, thì anh em cắm cạc vào là thoải mái thôi. Và cái bộ bên cạnh này thì mình để kẹp chung nó với cả những cái linh kiện bây giờ, thì anh em đầu tiên có CPU 4650G chắc chắn là thế rồi. Anh em có một con main Gigabyte B450 Arut Pro và anh em có thể cắm với các main B550 là tự động nhận nhé. Còn B450 thì anh em phải tra trên trang chủ của hãng xem họ có hỗ trợ con CPU này hay không. Hiện tại con B450 Arut Pro này nó có hỗ trợ cho các bạn là việc cắm con CPU 4650G này. Mình gắn là 16GB RAM, tại vì AMD lúc nào cũng hưởng rất nhiều từ RAM kinh đôi. Và thứ hai đó chính là về việc ép xung RAM chẳng hạn. Thì mình cắm đây là bus 3000, 16GB là 2 thanh. Ổ cứng thì đơn giản, tùy nhu cầu, nên mình cắm tạm vào con 250GB Western Digital Blue. Một con ổ 600W để cho các bạn gọi là thích sau này các bạn thích cắm cả màn hình nào các bạn cắm được. Và 600W ý, thì các bạn có thể cắm được những cả màn hình như là 3060, 2060 thoải mái, nếu thích. Và món vỏ cây thì các bạn nói là vỏ cây kiểu gì cũng được, lắp vừa được rồi. Và tổng cái mức chi phí đầu tư của bộ này ấy, nó rơi khoảng tầm là 13.500.000. Thì thực sự là bây giờ với cái mức 13.500.000 ấy, anh em có thể mua cạc bây giờ thì khá là đắt. Tại vì bây giờ con cạc 1650 hay là 570 nó hơn 5 triệu cơ. Nên là nó đang giá biên độ rất là cao, anh em mua thì hơi là phí tiền. Mặc trừ khi anh em mà cấp thiết lắm rồi, cần gọi là chiến game ngay, thì anh em mới cần đến gọi là mua một con i3 hoặc là mua một con Ryzen 3 3100 và anh em cắm thêm một con cạc rời vào. Nhưng mà cạc rời bây giờ mình nói giá cao, không nên mua bây giờ đâu, đợi thời gian nữa giá hợp lý thì mua. Và như vậy thì mình cũng vừa nói về cái hiệu năng của con 4650G này, các bạn có thể thoải mái chơi được các tựa game online ở cái mức gọi là setting thấp nhất, độ phân giải là Full HD. Và các bạn có thể, ngoài ra nếu mà các bạn muốn phát kiệt thêm một chút hiệu năng ấy, các bạn có thể thêm vào đó chính là một con ép xung cả màn hình lên, và các bạn lên khoảng tầm xung 2200 bằng vài cú nhấp trong BIOS thôi, và các bạn thêm một chút hiệu năng chơi game. Và các bạn thấy nào về con CPU Ryzen 5 4650G này có đủ để thỏa mãn cái nhu cầu các bạn không, thì các bạn có thể cho mình biết trong phần mô tả phía dưới video. Và ngoài ra ấy, thì nếu mà các bạn muốn xem toàn bộ quá trình mình test game ấy, thì các bạn có thể xem ở trong video ở bên này. Tại chúng mình có một cái video và toàn bộ tất cả những clip chúng mình test game trong con 4650G này. Và đấy là kênh Hà Nội Computer Test Game, các bạn đừng quên lướt qua kênh đấy để xem toàn bộ những cái phần video chúng mình test tất cả các bộ máy chúng mình review trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em.